thay ua ta mang ghê na quanh đê hăng ba đà phật sung ta mang buộc thấy phải đi tàu đâu sao buộc thâu tham mà tu tăng mà mang ua ta mang ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cho được vị tăng và răng thầm mê vô ca đi tàu đâu sao thầm mô tham mà tu tăng mà mang ua ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn canh cho được vị thọ ta mang sẵn khê vô khá ly tâu đổ sâu sẵn khô cầm mặt tụ tăng mà măng Chirat minh mê bột thất sê thô sà rê bột tô chê đắc kín ê hoa mạng tê mộc gà la nô bù rà tô bê đắc kà tê nhàng bà chí mê mà mạ a nan đô kỳ nà sà hoa chá tôn lý sà sà mạng tà lô ca ba la chín đa đê hoa sà phạm mạ kà ê tê sà ngà nô phà vê nà sà phê phá yào bàn thác hoa nê kà an tà rà yà phì vê nà sàn tù a sê sa to so an tha lan tho su ki tho bu ra na ho bon tha sa cha ne a ro go su ki tho i ta ha sa be nya ti pi sa an tha la tha su ki ta bu ra na ha bon tha sa cha ne a ro ga su ki ta ho i ta ha sa be nya ti pi te an tha la tha su ki ta bu ra na ha bon tha sa cha ne a ro ga su ki ta ho ta sa ha sa be nhà tiết khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xá thu lành thai phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ là đời nay chưa cho quả phước nào, nguyện thành lập đầu để vào thiện căn sau này tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc, thành đoàn nhân duyên giúp cho đạo sớm yên trở màu giải thoát, kê liền kiểm sao nếu trễ càng dập Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cùng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thảy chúng sanh cầu an kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cu sa na cảm măng cách tập băng khi đi dặn mà ca dê na quả cha mà na sa ti đa sê sự gà tăng ca tăng dê sa ta sa nhị nô a thi dê cha sa ta a sa nhị nô ca tăng quên nhà pha lăng mày hằng sa bê pha ghi A quan tu tệ dây tăng các tăng sư quý đi tăng định năng bồ nhà pha lan ma gia cha ta thana cha nan tỳ đệ qua gặn ta ni dê đà dâm sa bê lô cam ni dê sa ta chi quan ta ra hê tu ca ma muộn năng phô cha năng sa bê là phan tu mầm a chê ta sa ti phương con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tường được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban chúng say biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay, có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới ca càng bởi nhờ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha, dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức
Đà từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama còn được bình lâu dài. Chúng con cũng kính dâng và phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Dạ. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh tuệ để chúng con tu tiến sanh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Xích Kim, kính chào Nắng Chiều, kính chào Tâm Quý, mến chào Thiện Vũ, mến chào Như Quang, mến chào Thi An Lạc, chào Nguyễn Mộng, kính chào, mến chào Kim Nhung, con kính lễ sư Nguyên Thông, mến chào Trang Thư, kính chào Metta, chị Metta, kính chào Tâm Hạnh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được tọa Pháp Thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Dạ. Nam mô Bích Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa Ramma chaloka thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi wa răng a ya cha tha san ti tha sat tam ba ra chấp kha cha ti ca đề se tu tham măng a nu cam vi măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na danh cha ca văng Tua tan cha băng thăng a phi thăm ma chăm măng a cờ ta danh tơ ta tu sánh cha đăng đăng ba bơ thà nay dây và đi xa chạy mặt chê Ê quang sa hâm bà tì râm ma và gà quanh tăng a gia cha thang Tuấn hi pha quê na tăng bùa thơ cà ruột nhảy na thì qua xa già tản ha bùa tha già bà này na nì ga đa dăng ta tô ga bạn cha quách gia đa vô này ghê à măng ba dê sĩ thăm ma tô ta tô ba phu thì xăm bùa thơ à nu na thăm ma đê sa năng Ma ga wa sa ni de se si sa ta nan at tha sik tha kang tai na sa thu ai yo phan te tai se tu tham ma de sa nang sa ba di tha ba ri sa ya anu kam bam bi ka ta ve chúng sanh tất cả muôn hàng ngài sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản
Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Lầm ở đảo giải trời a nhắm vườn lọc ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ a đó là nhóm Kiều Trần Như. Được đếm hương vị hữu dư niết bàn a rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp an toàn a một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian a bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, trước khi con nghe sư lên giảng bài học ngày hôm nay là câu kinh Tương Ưng chương 1, Tương Ưng chư thiên phẩm 4, phẩm quần tiên 4 La Mã chúng không phải. Dạ, con xin được đọc phần chánh văn. Cảm ơn Như Quang đã đưa bài học lên. Chúng không phải. Một thời Thế Tôn trú ở sau Quách Thi, xá vệ Chetavana tháng 5, tại vườn ông Anathapin đi cá cách cô độc. Rồi rất nhiều quần tiên sa tuốt lá phá sau khi đêm đã gần mạng, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chetavana. Đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ba, đứng một bên một vị thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Giữa loài người chúng ta có các dục vô thường, ai hưởng chúng ở đời bị chúng trói, chúng buộc, phóng dật đối với chúng, khó thoát ly với chúng. Người nào khó thoát ly bị thần chết chinh phục, họa từ dục vọng sanh, khổ từ dục vọng khởi, dục vọng được nhiếp phục nhờ vị họa nhiếp phục, tai họa được nhiếp phục nhờ vị khổ nhiếp phục, vật sai biệt ở đời chúng không phải. Các dục, chính tư niệm tham ái là dục vọng con người, vật sai biệt tồn tại như vậy ở trên đời. Do vậy hiền trí điều phục các dục vọng, hãy từ bỏ Phật, hãy nhiếp phục kiêu mạn, hãy vượt qua tất cả mọi kiết sự trói buộc. Chớ có quá chấp trước đối với danh sắc ấy, khổ không thể đến được với ai không có gì, hãy từ bỏ tính toán. Không chạy theo hư tưởng cắt đứt mọi tham ái với danh sắc ở đời, vì ấy đoạn phiền trược. Không lo âu không ái chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, ở cảnh giới chư thiên hay tại mọi trú xứ, tìm cầu nhưng không gặp vết tích của vị ấy, họ tìm nhưng không thấy vị giải thoát như vậy. Tôn giả Moggallācāra nói như vậy: chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, bậc tối thượng loài người lo hạnh phúc chúng sanh, họ đảnh lễ vị ấy nên tán thán họ không. Bậc Thế Tôn lên tiếng: này Moggallācāra, họ cũng nên tán thán bậc giải thoát như vậy. Này tỷ kheo khất sĩ, nếu họ biết chánh pháp đoạn trừ được nghi hoặc, họ trở thành giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, bản chánh văn đến đây là chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử.
Và trước khi vào phần chia sẻ giải thích Phật pháp, xin kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng quan hỷ lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo, pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là các ngài phước điện của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn ngang, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử luôn khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh và Như Quan rất nhiều đã post bài và đã đọc phần chánh kinh. Và thì cái bài hôm nay thì nó có nhiều phần cũng rất dài, thành ra chúng sẽ đi từng đoạn. Tức là cái đoạn thứ ba là cái lời tắc bạch của một vị chư thiên đã nói lên, tức là giữa những chúng sanh khi mà còn là phàm nhân thì những cái dục, tham dục, ái dục nó luôn luôn nó còn bám níu, nó khống chế sai sử, rồi nó trói buộc chúng ta, rồi nó dẫn dắt chúng ta làm những cái điều không được tốt đẹp. Thì chúng ta thấy rằng khi nào mà tham dục hiện khởi, là phiền não hiện khởi, thì sẽ có đau khổ, có những tai ương, có những cái buồn rầu khóc lóc bức ức sinh khởi. Cho nên đó là chúng ta học tập, chúng ta thực hành, mục đích là để gì? Để chúng ta thấy được, thấy được cái lúc nào là ở trong nội tâm chúng ta có những cái dục vọng nó sanh khởi, và cái gì, cái nhiệm vụ chúng ta là thấy nó để rồi vượt qua nó. Cho nên là luôn luôn là chúng ta phải có trí tuệ, có trí tuệ, chúng ta phải hiểu biết được lúc nào trong nội tâm của chúng ta nó được an ổn, lúc nào là trong nội tâm có những cái dục vọng, những cái tham dục, những cái tham ái mong cầu sinh khởi, để chúng ta quan sát, chúng ta biết được ngay giây phút đó những cái phiền não đang tràn ngập, nó đang khống chế
cái nội tâm chúng ta. À, nếu mà chúng ta không có quan sát nó, để cho nó nắm giữ, rồi nó sai khiến, nó sai sử chúng ta thực hành theo cái phiền não thì sao? Thì là kiêu mạn chấp thủ, sẽ sanh khởi. Do đó mà những cái phiền não này đó, thì sự thật ra đó là nó ẩn tàng, nó giống như những cái mầm móng kẻ thù, nó núp, nó phục kích, nó chờ cho chúng ta sơ hở là nó sẽ làm cho chúng ta khổ đau. Cũng giống vậy, quý vị thấy rằng ở trong đời sống này, Đức Phật nói gì? Cái thân ngũ uẩn này nó là cái ổ bệnh tật. Các cái loại mà vi trùng, virus thì nó tràn ngập ở trong cái thế gian này. Nó trực chờ, chờ khi mà cái thân ngũ uẩn này nó suy sụp, nó mất sức đề kháng, đúng lúc đúng thời thì nó sẽ xâm nhập, nó sẽ tàn phá cái thân ngũ uẩn này. Cho nên á, chúng ta phải biết, ra người ta nói sao, phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tức là chúng ta phải có cái sự phòng hộ, đừng có để cho đến lúc mà phiền não tham muốn nó sanh khởi rồi mình mới tìm cách để mình diệt nó thì không có kịp. Cho nên á, là Đức Phật dạy chúng ta phải có sự phòng hộ các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi chúng ta phòng hộ cái ý của mình, luôn luôn quan sát cái nội tâm của mình. Khi nội tâm sáng suốt, có trí tuệ, chúng ta biết, khi mà nội tâm bị phiền não nó xâm chiếm, nó chế ngự, thì chúng ta biết đó, và chúng ta kịp thời diệt trừ những cái tác ý, những cái tư tưởng bất thiện, thì lúc đó giống như chúng ta luôn luôn phải gìn giữ cái sức khỏe của mình. Hàng ngày chúng ta phải tập thể dục, rồi phải ở những cái nơi mà thoáng khí, mà an ổn, dùng những cái vật thực mà phù hợp với cơ thể, chúng ta sống một cách điều độ. Đó là chúng ta gìn giữ cái sức khỏe của mình. Nhưng mà thường thường người ta chú trọng về cái sức khỏe của cái bản thân, về vật chất nhiều hơn, mà người ta quên đi cái sức khỏe của tinh thần. Do sự thiếu biết, không học hiểu thì sao? Người ta ở đời mà thì ai cũng chạy theo trần cảnh bên ngoài, sắc thinh vị xúc, để thỏa mãn các căn. Tức là chúng ta để cho những cái phiền não đó, nó tha hồ, nó sanh khởi, nó phát triển, rồi mình còn bảo vệ nó, mình còn bảo vệ nó, mình chạy theo nó. Cho nên đó, khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta phân biệt những cái nào là chúng ta phải từ bỏ, cái nào mà chúng ta cần phải nỗ lực thực hành thật nhiều,
để có một cái nội tâm được sáng suốt quân bình, thì lúc đó đó cái vấn đề mà cái sức khỏe nội tâm của chúng ta mới được phát triển. Ở đời thì người ta cứ quan trọng về cái vật chất, nhưng mà người ta không thấy cái yếu tố và cái sức khỏe tinh thần mới là quan trọng. Do đó quý vị thấy rằng người ta bị những cái bệnh gọi là tâm bệnh, bị uất ức, trầm cảm, rồi nhiều cái vấn đề, những cái tai hại nó xảy ra do không có chú tâm rèn luyện về cái sức khỏe của tâm, hay là cái sức khỏe của phần tinh thần. Cho nên trong đời sống chúng ta phải luôn luôn kiểm soát, quán sát cái nội tâm chúng ta. Chúng ta luôn luôn phải phòng hộ các căn, rồi chúng ta luôn luôn phải kiểm soát cái phản tỉnh, xem xét cái nội tâm của mình, chứ không nên là để sống dễ vui, rồi để cho những cái phiền não nó xâm nhập, rồi nó chế ngự, nó sai khiến chúng ta. Do vậy mật thiền trí điều phục các dục vọng, hãy từ bỏ phẫn nộ, hãy nhiếp phục kiêu mạn, hãy vượt qua tất cả mọi kiết sử trói buộc, chớ quá chấp trước đối với danh sắc ấy, khổ không thể đến được. Ai không có gì, hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng, cắt đứt mọi tham muốn với danh sắc ở đời, vì ấy đoạn phiền trược, không lo âu, không ái chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, ở cảnh giới chư thiên hay tại mọi trú xứ, tìm cầu nhưng không gặp vết tích của vị ấy, họ tìm nhưng không thấy vị giải thoát như vậy. Thì trong cái đoạn này đó thì chúng ta là những cái người mà đi theo cái lời dạy của Đức Phật, đi theo các bậc hiền thánh. Mặc dù chúng ta chưa phải là hiền thánh, nhưng mà bây giờ mình ráng mình tập, mình phải sửa đổi để mình có sự tốt đẹp hơn. Vì sao? Chúng ta phải nhiếp phục những cái tâm mà ngã mạn, cống cao, rồi chấp thủ. Chính những cái này đó là gì? Nó là những cái kiết sử, những cái sợi dây, những cái phiền trược. Chỉ là những sợi dây, nhưng mà điều của cái nó rất là bền chặt, nó đã trói buộc chúng ta trong cái vòng quay sanh tử luân hồi, nó trói buộc chúng ta trong cái tam giới này, nó trói buộc chúng ta vào trong cái thế gian này. Từ vô thủy kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp mà mình không có biết. Cho nên là khi mà một cái vị thánh nhân, các vị thánh A-la-hán, khi mà chứng đắc đến thánh đạo thánh quả thứ tư, thì tất cả những cái phiền não này mới diệt tận, đào bứng tận gốc rễ. Do đó thì những cái trói buộc, những cái kiết sử đã được đoạn trừ, chặt đứt,
ha. Cho nên là khi mà đã diệt tận được tất cả những cái mầm mống của khổ đau rồi đó, thì các vị thánh sống một cách an tịnh, quân bình nội tâm. Cho nên là lúc đó không còn chấp thủ, không còn tham ái, thì mọi cái khổ đau nó đã tận diệt rồi. Nhiệm vụ của ngài, những việc cần làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống. Cho nên là giống như một cái ngôi nhà trống, không còn gì nữa, không còn gì trong cái ngôi nhà nữa. Thì nếu mà một cái ngôi nhà trống thì đâu có gì mà phải lo sợ, phải gìn giữ nó. Cho nên là tâm các ngài nó rất là rỗng rang, nhẹ nhàng, giống như gió. Hay là ở trong kinh, nhiều câu pháp cú kinh thì cũng có nói, giống như cái con thiên nga mà nó bay qua cái hồ, thì cái bóng nó hiện qua vậy thôi. Chứ mà khi mà con thiên nga mà nó bay qua xong rồi á, thì cái bóng không còn, cái hồ không còn nó giữ cái bóng của con thiên nga đó nữa. Cho nên á, những cái vị này sau kiếp sống này, sau khi mà rũ bỏ cái thân ngũ uẩn này thì chấm dứt, không còn tái sanh luân hồi lại nữa. Cho nên là khi mà những cái vị mà đã đạt đến tứ đạo tứ quả hay là bậc thánh A La Hán thì sao? Thì ma vương không còn theo dõi, không còn thấy được cái nơi mà vị này sẽ tái sanh đến. Và vị này đã giải thoát, chấm dứt cái sanh tử luân hồi. Và sau khi mà cái thân này rũ bỏ, vị này vô dư niết bàn. Rồi vị giả Mục Há Ra Chá đã nói lên: chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, bậc tối thượng loài người lo hạnh phúc chúng sanh, họ đảnh lễ nên tán thán họ chăng? Đức giá là họ cũng nên tán thán bậc giải thoát như vậy. Này tỷ kheo khất sĩ, nếu họ biết chánh pháp, đoạn trừ được nghi hoặc, họ trở thành giải thoát. Thì đối với các cái bậc mà đã giải thoát, chúng ta cũng có sự kính ngưỡng, đảnh lễ các vị này, để chúng ta gần gũi rồi học tìm hiểu các cái pháp hành của các cái vị này, để rồi chúng ta sẽ được cái sự an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, không biết là quý vị còn nghe không ? Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn quý vị. Tại sư thấy cô Hồng Kim Nhung nói hết nghe, sư cũng sợ. Tại vì đường truyền bây giờ thì nó hay bị trục trặc. Thành ra nếu có gì thì quý vị hoan hỷ. Thì khi mà chúng ta có sự kính trọng đối với các bậc
có trí tuệ các bậc giới hạnh thì đem đến cái lợi ích cho chúng ta. À, khi mà quý vị có cái tầm cung kính các bậc đáng cung kính, à, như là Đức Phật hay là các vị thánh nhân, à, thì sẽ sao? À, đem đến cho quý vị được cái một cái sự hướng về cái chân chánh. Nha. Chúng ta có một cái niềm tin chân chánh rồi, à, chúng ta phải có cái tâm, à, chúng ta sau khi chúng ta phân biệt những cái nào là thiện, những cái nào là bất thiện, à, rồi chúng ta nỗ lực thực hành. Mà muốn có sự tinh tấn, muốn có sự tinh tấn thực hành các cái thiện pháp thì chúng ta phải có cái tâm hướng chánh. À, chúng ta nhờ có tàm quý, chúng ta phân biệt, chúng ta cảm thấy kinh tởm, ghê sợ những cái bất thiện. À, chúng ta hướng cái nội tâm về những cái thiện pháp. À, từ đó mà chúng ta nỗ lực thực hành. À, còn nếu mà đối với các bậc trưởng thượng thì chúng ta thiếu cái sự cung kính, thiếu sự tôn trọng, à, thì sao? Khi mà chúng ta chưa có cái niềm tin, à, chưa có niềm tin chân chánh đó, thì chúng ta không có sự tôn trọng các cái vị này. À, thì khi mà chúng ta không có sự tôn trọng thì chúng ta đâu có lắng nghe. À, cho nên á, à, có được cái một cái niềm tin chân chánh rồi, phải có những cái đối tượng cao quý đáng tôn kính để chúng ta đặt cái niềm tin và chúng ta có sự kính trọng. À, thì khi có niềm tin, có sự kính trọng đó, chúng ta mới có sự lắng nghe. À, còn mà cái tâm của chúng ta mà còn ngã mạn, còn so sánh, à, thì chúng ta không có sự khiêm tốn để lắng nghe. À, thì quý vị thấy những cái vị mà ở ngoài đời đó, mà có những cái học vị, những cái bằng cấp cao đó, à, thì người ta sanh cái tâm cống cao ngã mạn. À, ta ít bao giờ mà ta nghe, à, các vị sư, các vị thầy mà giảng. Tại sao? Tại vì á, họ nói ôi cái ông này không nói gì chứ, mà ông đâu có bằng cấp, à, mà ông đâu có bằng cấp, mấy ông đâu có học vị như tôi. À, cho nên á, chính vì cái tâm cống cao ngã mạn, cái sự chấp thủ về cái hiểu biết, cái kiến thức, cái tri kiến của mình, à, nó cản trở, à, nó cản trở chúng ta để mà đi đến, để mà học hỏi. À, cho nên á, là trước khi mà chúng ta muốn thực hành, à, muốn học pháp thì chúng ta phải cần gì? Phải gạt bỏ hết tất cả những cái sự chấp thủ, à, những cái kiến thức, những cái học vị. Còn nếu mà chúng ta cứ mãi chấp thủ, à, ngã mạn thì chúng ta sẽ không có nhận được, à, những cái sự hiểu biết. À, giống như giáo pháp là cái dòng nước. À, bây giờ có một người muốn sử dụng cái dòng nước này, à, thì bây giờ chúng ta sao? Trước khi mà chúng ta lấy cái nước mới, chúng ta phải loại trừ, à, đổ bỏ cái nước cũ đi,
à, rồi xúc rửa cái bình của mình, cái đồ chứa của mình cho nó sạch sẽ, à, thì chúng ta mới nhận được những cái nước mới, à, nó tốt đẹp hơn. À, còn nếu mà bây giờ á, mình xách cái bình, mình xách cái bình mà ở trong đó cái chai, cái lọ đó nó đầy nước rồi, mình đem xuống sông, mình có ý mình múc cái nước mới, nhưng mà mình không chịu đổ bỏ cái nước cũ ra, thì khi mà mình đem xuống dưới sông, mình có hứng có như thế nào đó, thì cái nước mới nó cũng không vô được. Tại sao? Tại vì cái nước cũ nó đã đầy ở trong cái bình rồi, làm sao mà cái nước mới nó vào được. Đó, cũng vậy, mình muốn học được một cái điều gì đó, thì bây giờ cái chuyện mà mình học đó, mình để qua bên, à, bây giờ mình chú tâm, mình lắng nghe, mình học, à, cái sự hướng dẫn như thế nào, à, rồi hoặc là những cái vị mà hành giả giờ muốn học cái pháp hành, à, thì chúng ta phải gạt bỏ những cái pháp mà mình đã hiểu biết từ trước, giờ mình lắng nghe cái vị này chỉ dẫn giảng dạy cái cách thức để mình hành. Sau khi mình hành một thời gian rồi đó, mình phản tỉnh, mình xem xét coi cái nào là nó hơn, à, thì chúng ta thực hành theo cái phương pháp đó. À, còn bây giờ mình đi đến gặp một cái vị thiền sư, một cái vị có kinh nghiệm về thiền, à, thí dụ như cái người mà, à, hồi đó giờ là niệm thân, bây giờ qua muốn niệm thọ chẳng hạn, à, thì cái vị nữa là hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp về cái cách thức mà niệm, những cái cảm giác, những cái trạng thái của thân, của tâm, thì nó phải khác như hơn cái niệm thân rồi. À, nhưng mà cái vị này á, có cái sự bám níu chấp thủ về cái pháp hành của mình, à, cãi lại, không phải, sao hồi đó giờ tôi hành vậy mà, chứ đâu phải hành như vậy. Đó, thành ra đó, cái sự hướng dẫn giảng dạy của cái vị này á, không, cái người này không có nắm bắt được, không có tiếp thu được, không có nhận được, à, thì làm sao mà vị này có sự tiến bộ được, à, cho nên á, chúng ta học, chúng ta tìm hiểu, chúng ta thực hành, thì chúng ta phải gạt bỏ những cái sự chấp thủ về cái tri kiến của mình, à, chúng ta muốn giống như bây giờ quý vị muốn thưởng thức cái vị ngon của cái trái chuối, thì giờ sao, mình phải lột bỏ cái vỏ bên ngoài đi, à, mình phải vượt qua những cái chấp thủ, những cái tấm cao ngã mạn so sánh, à, rồi mình phải loại bỏ tất cả những cái từ ngữ tục đế đó, cái này nó đã bao phủ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà bây giờ chúng ta còn bám níu, còn chấp thủ, thì làm sao chúng ta thấy được cái chân đế được, cái bản chất thật của nó được, hả? Giống như bây giờ người ta đưa cho mình trái chuối, mình muốn ăn, nhưng mà mình không có lột cái vỏ, à, mình để nguyên cái chuối vậy rồi mình cắn vô mình ăn, thì cái vỏ bên ngoài thì nó chát, à, nhưng mà cái vị ngọt, cái vị ngon của cái trái chuối là nó nằm ở bên trong, à, khi mà mình không biết cách thức
rồi mình ăn như vậy rồi mình chê, ôi trời ơi tưởng gì à, nó chắc ngậm chứ đâu có ngon ngon lành gì. Tại vì chúng ta không thực hành đúng theo phương pháp à, cho nên khi mà chúng ta học tìm hiểu à, chúng ta phải sửa đổi à, cái cải chánh cái tri kiến của mình nó hết sức là quan trọng à. Cho nên đó, khi mà chúng ta học chúng ta thực hành thì chúng ta phải sửa đổi, phải loại bỏ những cái phiền não à, đoạn trừ tất cả cái nghi hoặc à, chúng ta còn hoài nghi thì làm sao mà chúng ta tiến bộ được à, bây giờ một cái người đó đã người ta chỉ dẫn rồi à, đi đến cái ngã tư đó thì không quẹo phải không quẹo trái, cứ đi thẳng à, cứ đi thẳng thì sẽ đến cái nơi mình cần đến. Nhưng mà bây giờ mình đi tới ngã tư là mình hoài nghi mà không có cái niềm tin chắc chắn à, cho nên mình không dám quẹo phải, không dám quẹo trái mà cũng không dám đi tới nữa. Thì sao? Chúng ta cứ đứng ở ngay ngã tư hoài à. Cho nên á, khi mình có cái một niềm tin à, bây giờ người ta nói là đi tới ngã tư đó đó à, nó như vậy đó Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Chà, không biết là quý vị còn nghe được không à? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Này, cái đường truyền nó cứ cà giật hoài, không biết. Dạ, cảm ơn quý vị. Cho nên là chúng ta phải sống với trí tuệ à, rồi chúng ta phải củng cố cái niềm tin của mình à, chúng ta phải có sự nỗ lực à, phát triển, rồi chúng ta luôn luôn phải tự phản tỉnh xem xét những cái tri kiến nó có thật đúng chưa à. Nếu mà khi mà chúng ta có một cái sự hiểu biết, một cái niềm tin mạnh mẽ à, và chúng ta có sự nỗ lực đi đúng trên cái con đường đó thì chúng ta sẽ đạt đến cái thành quả, cái mục đích cao đẹp cuối cùng nha. Còn nếu mà chúng ta còn chểnh mảng dễ vui à, rồi à, không chấn chỉnh sửa đổi những cái kiến thức, những cái tri kiến của mình à, rồi cái tâm mình còn hoài nghi dao động à, không có sự xác quyết đối cái nào là thiện, cái nào là bất thiện à, thì như vậy à, chúng ta sẽ còn à, những cái chướng ngại ở trên cái bước đường mà tu học của chính bản thân mình à. Thành ra người đời là sao, người ta hay lăng xăng à, đi tìm những cái vị giảng sư cho thật giỏi à, tìm những vị thiền sư cho thiệt giỏi à, đi tìm những vị minh sư à, để chúng ta mới quy y với mấy vị đó, mới học hỏi những vị đó. Nhưng mà chúng ta không có tự xem xét lại cái tâm của mình à, bây giờ cái vị thầy à, có kiến thức, có kinh nghiệm, nhưng mà bây giờ cái người học trò đó không có cái niềm tin à, không chịu cố gắng học, thì bây giờ cái vị đó giỏi thế mấy thì cũng
cũng không thể nào mà truyền đạt được. À, giống như hồi nãy thầy nói là cái hũ mà cái lu nước mà nó đầy rồi, người ta cứ chấp vô, người ta không chịu loại bỏ cái nước đó thì đâu có thêm được. Rồi á, nhiều khi họ quay họ ra lại họ chê, trời ơi, nghe nói ông đó giảng hay lắm, nghe nói cái ông đó dạy hay lắm, à, nghe nói cái vị thiền sư đó hay lắm, mà sao tôi hành tôi không có thấy được cái gì ấy. Bởi vì sao? Bởi vì mình còn chấp thủ theo cái tri kiến của mình, à, mình không chịu loại trừ, không chịu sửa đổi, à, mình cứ bám níu vào những cái ngôn từ tục đế, à, những cái chế định thế này thế khác. Thành ra làm sao mình thấy được cái chân đế, thấy những cái điều mà cần thấy nào, thì chúng ta sẽ không nếm được những cái hương vị của cái giáo pháp. Cho nên á, muốn có sự tiến bộ trong cái pháp hành hay là trong cái pháp học cũng vậy, chúng ta phải biết vượt qua tất cả những cái chấp thủ, những cái tiềm phược, những cái ngã mạn, chúng ta phải có một cái niềm tin vững chắc vào cái lời dạy của Đức Phật, vào cái giáo pháp và chư tăng. Thì dạ con kính dân mít đến sư. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Con thấy sư ra rồi sư bào lợi. Dạ cảm ơn tâm pháp. Dạ sư có nghe được âm thanh con kính dân mít đến sư ạ. Dạ cảm ơn chị Mạch Ta, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ thường tạo phát thanh có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư bào và sư có nghe được âm thanh con không? Vậy là sư không nghe được rồi. Dạ con cầu kính dân mít đến sư, sư thử cầm mít có được không bạch sư? Nam Mô Bích Tha giá. Dạ sư không nghe được mà sư cũng không cầm mít được. Dạ bây giờ sư nghe được chưa bạch sư? Dạ xả thủ con kính dân mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Nam Mô Tham Ma giá. Dạ dạ cảm ơn cô Như Quỳnh và cảm ơn cô Tâm Pháp. Thì khi mà chúng ta có sự nỗ lực để vượt qua tất cả, để củng cố một cái niềm tin vững chắc, và chúng ta nỗ lực thực hành đúng theo cái lời dạy, đúng theo cái phương pháp, đúng theo cái sự hướng dẫn thực hành, thì chúng ta sẽ có được một cái sự tiến bộ. Còn nếu mà chúng ta chưa có hiểu biết, mà chúng ta muốn làm thầy, có nhiều khi do chúng ta còn hoài nghi, rồi sao, rồi cái tâm cống cao ngã mạn, cái phiền não vi tế nó thúc đẩy, rồi chúng ta
không có thực hành đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. À, người ta chẳng cái phương pháp thực hành là như vậy đó, là chúng ta tha chế thêm, à, sửa đổi, rồi chúng ta thực hành, à, thì sao? Thì chúng ta sẽ gặp những cái sự thất bại. À, mình mới được một chút ít những cái kinh nghiệm, yeah, cái tùy phiền não, cái tâm cống cao ngã mạn, tưởng là mình giỏi rồi, mình đặt cái này đặt cái nọ, à, rồi cái phương pháp, cái lời dạy của Đức Phật á, mình nói là tôi bây giờ tôi phải sửa đổi lại. À, à, có nhiều người sư cũng nghe nói, nhiều vị nói, à, bây giờ cái pháp của Đức Phật á, chỉ có một như cái nấm lá mà nó không đủ thực hành, giờ mình phải lấy thêm những pháp này pháp kia để vô để mình thực hành nó mới tốt. Thành ra đó, chưa gì á, mình còn phàm nhân, à, mà mình đã có cái tâm cống cao ngã mạn rồi. À, cái pháp mặc dù là Đức Phật dạy chỉ có một cái nấm lá tay thôi, nhưng mà cái này nó là chân đế, à, nó là tinh túy. À, còn mình á, còn ôm đờm, còn thích cái này thích cái kia, bám níu vào những cái tục đế bên ngoài, thì làm sao mình thấy được cái chân đế được. À, giống như hồi nãy sư nói đó, giờ mình muốn ăn cái chuối mà mình không chịu lột bỏ cái vỏ đi, rồi mình để nguyên cái chuối vậy mình cắn não thì mình đâu có nếm được cái hương vị thơm ngon của cái quả chuối đâu, mà chỉ ăn cái gì, ăn cái vỏ. À, rồi cái bắt đầu mình chê. À, nói, ôi trời ơi, tưởng đâu gì chặt ngắt, thấy không? Đó, đây đó, chúng ta muốn có sự tiến bộ thì chúng ta phải tự phản tỉnh, xem xét, à, cải chính những cái tì kiến của mình. Rồi sao? Chúng ta phải vượt qua tất cả những cái định, những cái tục đế, à, thì chúng ta sẽ có sự tiến bộ. À, chúng ta diệt trừ những cái tâm mà phân dân hoài nghi, à, thì chúng ta mới vững vàng. À, còn ngày nào mà chúng ta còn, à, chấp thủ, rồi còn vấn đề mà hoài nghi, à, đối với Phật, đối với giáo pháp, đối với chư tăng, à, thì nó sẽ còn là những cái trở ngại, là những cái chướng ngại cái tường học tu của chúng ta. À, thì, à, với cái, à, bài thứ tư này, à, với những cái phần trong chánh kinh thì cũng xin, à, chia sẻ, à, với quý vị đôi điều. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, à, thể ca ngang, à, chúc quý tôn nữ, à, cũng như tất cả quý Phật tử, à, qua bài học có thêm những cái hiểu biết, à, để chúng ta tu tập, à, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại và hướng đến sự an vui giải thoát trong ngày vị lai. Và cầu mong tất cả quý vị có sức khỏe về tinh thần cũng như về vật chất, một đời sống an ổn, an lạc. Và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ thì xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng chia sẻ thảo luận thêm về cái đề tài, cái bài học ngày hôm nay. À, và cũng xin cảm ơn, à, cô Nhật Quỳnh, à, cũng như, à,
Dạ, cô cô Thi An Lạc đã quan hỷ tạo cái hôm nay cái tạo cái nít màu xanh lá cây cho sư. Thì với phước báo này cũng cầu mong các cô được nhiều sức khỏe, an vui. Và cầu chúc mà nỗ lực thực hành theo lời Đức Phật dạy để có một đời sống tốt đẹp. Giờ thì xin nhường mic lại đạo tràng và xin mời chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho chúng con được học hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, con xin đính chính với sư. Dạ, cô Thanh Thủy với bà sư, cô Thanh Thủy với con dân nít mới này cho sư đến năm 2021 các bà sư. Dạ, con Thanh Thủy, con có nhờ Thanh Thủy có nhờ con bạch với sư để sư biết. Dạ, con kính nhân bích lại với sư để có thể Thanh Thủy quan hỷ hơn với phước báo mà Thanh Thủy đã đào tạo bà sư. Bữa nay thì không có Thanh Thủy vào đạo tràng. Dạ, nam mô Bích Thai. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bổn Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Dạ, sư cũng dù ý quá là tôi chúc cô Nhật Quỳnh và cô Thanh Thủy nhiều sức khỏe, an vui ha. Nhiều khi tới bữa nay là sư mới nhìn kỹ thấy là cái nó đổi cái màu xanh lá cây á, chứ nhiều khi không có nhìn kỹ nữa. Thì mong mấy cô cũng hoan hỷ với cái phước báo của mình ha. Và với cái phước mà hỗ trợ phục vụ để giảng dạy Phật Pháp thì cầu mong quý vị sẽ được nhiều cái phước trí trong đời sống hiện tại để chúng ta nỗ lực tiếp tục học và thực hành trong những kiếp sống tương lai để có một cái đời sống tốt đẹp. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, bây giờ xin mời tất cả quý vị ạ. Dạ, sa thú một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Và Nhật Quỳnh cũng thấy cái kim nhung chắc lên, Nhật Quỳnh cũng thay sức Thanh Thị. Dạ, thành tâm chia quả phước hai đứa sơn nít quý sư. Dạ, sơn nít nhà Liễu Tâm sư Pháp Thanh sư sư Minh Mẫn còn vị nữa quên mục tiêu rồi. Dạ, đến năm 2021 để cho quý sư cầm mít được vững vàng hơn và không bối rối trong lúc mà cái nít đen thì nó có nhiều quảng cáo, nếu mà sư dùng laptop này kia thì quảng cáo rất là nhiều, nên hai đứa tình nguyện, dạ, tình nguyện nói với nhau là đứa canh nhà Thanh Thủy rất là giỏi, canh mà gần hết quý sư gần hết màu là lo trước, tại vì cũng có lúc đó bạch sư thì cái phanh thoát này nó sale, dạ, nó sale mà đợt này thì nó không có đích màu xanh dương, con thì con thích đích màu xanh dương hơn. Dạ, màu xanh dương thì mắt con nhìn dễ hơn, nhưng mà đợt này nó không có đích màu xanh dương, mà đích màu xanh dương thì nó rẻ hơn đích màu xanh lá cây 10 đồng, nhưng mà chị này nó không có màu xanh dương, nên tụi con không lại để dân đích màu xanh lá cây. Nhưng mà trong cái đợt này tụi con dân là có xích Diệu Minh.
Dạ, thiệt dân mình cũng hùng phước nên con cũng chia phước thích Diệu Minh để Diệu Minh quan hỷ. Tại Diệu Minh giao tiền cho con xong rồi thì con nhìn coi cái đích của quý sư đích nào mà sắp đổi màu thì màu đen thì coi như là tụi con lo, mà con thì không có một mình không có làm được, mà con phải nhờ Thanh Thủy. Thanh Thủy giỏi về cái vụ này lắm, trả tiền trên online đồ này kia có thể Đức Pháp Trang nữa nè. Dạ. Trả tiền trên online này kia chứ còn con chỉ hưởng ứng này thôi, chứ còn con không biết trả tiền online mà con cũng không biết mua đích nhà nên là con xin trình vậy để như từng giờ rồi đó con cũng nói ngài Liễu Tông mở cửa BM để con nói, để con sợ rằng con không có bạch được với quý sư rồi Thanh Thủy hoặc Diệu Minh sẽ buồn, nói không biết nhục bình này chắc là hiểm để hưởng mình hay sao, mà con kêu ngài mở cửa cho con hoài, ngài không mở cửa tới hồi hết giờ rồi cái mẹ ngài mới gọi cho con. Ngài nói là ngài dùng cái bánh thóc mới này, ngài không có biết sử dụng gì hết, cô đừng có buồn sư. Nói dạ con đâu có dám buồn sư đâu con không có biết em cho sư được. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt cho Diệu Minh cũng như Thanh Thủy chia phước đến dãy đạo tràng, và chúng con cũng kính dâng phước này đến với ngài. Dạ, mong rằng quý ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh, để quý ngài có thể cho chúng con nghe được những bài pháp để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, bây giờ thì con thấy có Đại Đức Pháp Trang vào đạo tràng. Dạ, sư có thể cầm mic được không sư? Hôm nay sư có thể sư có đang ở trước máy không? Dạ, theo như cái bài pháp của Thượng Tọa Pháp Thanh giảng ngày hôm nay, sư có thêm ý kiến gì không? Giống như Thượng Tọa Pháp Thanh có mời. Dạ, con dặn cầm mic thì con cũng thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Dạ, sư có trước máy, sư còn nghe được âm thanh con không bình sư? Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, sa thú con mừng quá, con kính dân bích đến sư ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Khai Dạ. Sư lên cầm mic để đảnh lễ với ngài và chào quý vị. Tại vì nãy giờ thì chưa mở máy để đây rồi đi ra bên ngoài để lo công việc, mình ra không có nghe được cái bài giảng của Thượng Tọa Pháp Thanh. Và trước tiên chúng con được cung kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức, xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể cho Phật tử. Và kính bạch với ngài thưa quý vị, tại vì cô Nhục Quỳnh mời lên thì chúng con lên để cầm mic để đảnh lễ với ngài, tại vì cái thầy pháp của Thượng Tọa Pháp Thanh đó chứ không có nghe được, tại vì ở bên ngoài phải lo công việc bên ngoài để sắp xếp để sáng nay để cho thợ làm sáng nay, thành ra không có nghe được cái thời giảng của Thượng Tọa Pháp Thanh. Và bây giờ thì con lên xin lên đảnh lễ với ngài và chào quý vị. Và bây giờ xin gửi mic lại cho Sư Nhật Quỳnh ha, tại vì sư cũng không có biết, không có nghe được cái thời giảng của Thượng Tọa Pháp Thanh, thành ra cũng không biết gì để chia sẻ. Dạ, bây giờ xin gửi lớp mít lại cho sư Quỳnh. Dạ thì sẵn đây thì sư cũng xin tùy hỷ với phước báo của những vị thí chủ mà xin cúng dường nít đến cho Chư Tôn Đức Tăng để có được cái nít màu. Thì xin nguyện cầu với phước báo này đến hỗ trợ đến cho toàn thể quý vị luôn được sự an vui, và nhất là có niềm tin tâm bảo để thực hành theo giáo pháp là dạy của Đức Phật. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tâm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Thanh. À,
Nam Mô Pháp Trang rất là nhiều. Dạ sư đã lên cầm mic nha. Di dời Phật cảnh mà trong thời buổi này mà sư cũng làm được thì cũng rất là, con rất là hoan hỷ rồi. Dạ thương di dời Phật cảnh để có chỗ xây tăng xá, rất là hoan hỷ với phước báo của sư và được chư tăng cũng như Phật tử ủng hộ, con rất là hoan hỷ với những cái thiện pháp của quý ngài và cũng như quý vị Phật tử. Cảm ơn Tâm Pháp cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, nhờ mời bàn tay quý vị. Con thấy có sư Nguyên Thông và cô tu nữ Tệ Duyên cũng như quý vị trong đạo tràng. Và quý vị nào có nghe về pháp này, có cái gì thắc mắc, có cái gì muốn hỏi thì kính mời bàn tay ạ. Dạ sư Nguyên Thông, dạ kính chào Thanh Hoàng và vào đạo tràng. Dạ cô tu nữ Tệ Duyên, Kim Nhung và ai nữa, chị Meta, Tâm Pháp, Tâm Pháp này nè, Tâm Pháp này rình ghê lắm. Thôi bây giờ này, Tâm Pháp cho ý kiến đi, tại vì Nhật Quỳnh biết bên Tâm Pháp là khuya lắm rồi, bây giờ chắc phải 1 giờ đêm bên Tâm Pháp rồi, nhưng mà rất là hoan hỷ để vào ủng hộ đạo tràng. Tâm Pháp ơi, mời bàn tay Tâm Pháp trong bài giảng của Thượng Thọ Pháp Thành. Rồi mời nha, mừng quá, mời Tâm Pháp con mít nghe, rồi đi ngủ chứ để khuya quá rồi. Bốn buổi thay giá, năm mùa tham mây, năm mùa sẵn khai giá. Hãy chờ tâm tên thành kiến đại đức, thành kiến đại thành kể tỏ pháp thành cần thành kính đảnh lễ thầy đức pháp tràng, thành kính lễ với bà với cô tu nữ, cần kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cần chào đạo tràng. Kim Minh rõ ai nghe được khi pháp cũng rất gặp không có phòng hộ trước thì gặp thì là nó bị nhiễm rồi. À, lúc đó bé bắt đầu cứ phải lo quay trở về quét bụi trong tâm. Hiện con ý con muốn thắc mắc nơi là cái chỗ là cái ngũ căn của mình á, bạch ngài, là khi mà cái nhãn căn á nó vừa bắt được cái sắc trần, ngay cái giây phút đó khi con mắt á, nó bắt được cái sắc thì nó rất là lẹ và nó làm cho cái tâm tham đắm liền. Thì bậc trí thì ngay cái chỗ giây phút đó thì là sẽ có cái nhìn bằng trí tuệ, thấy sắc nó chỉ là sắc thôi, nhưng mà con kính thỉnh ngài là giảng giải thêm cái phần này. Khi mà con mắt cái nhãn căn nó vừa bắt được cái sắc trần á, thì ngay lúc đó tụi con phải có cái phòng hộ gì, cái phương pháp tụi con tu tập như thế nào ngay cái lúc mà cái nhãn căn của tụi con tiếp xúc cái sắc trần á. Hiện con kính xin ngài giảng giải thêm cái phần này cho con được hiểu thì hãy con kính thỉnh ngài ạ. Nam mô Phật A Di Đà. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá và kính lễ chư tôn đức
Xin chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì chúng ta có những cái bước để mà mình phòng hộ các cái căn của mình. Tức là chúng ta phải tập từng bước từ từ, chứ không ai mà có thể mà chỉ trừ ra những cái vị mà trong quá khứ đã từng thực hành thì nó dễ. Nhưng mà những cái vật tử mà sơ cơ đó thì thực hành thì thấy nó khó. Thì quý vị học trong Di Diệu Pháp, quý vị biết rằng cái tốc độ sanh diệt của tâm nó rất là nhanh. Cho nên là lúc đầu thì chúng ta thấy rất là khó. Ví dụ khi mà mình vừa thấy một cái cảnh sanh khởi mà mình chưa qua cái pháp hạnh thì cái diễn tiến nó rất là nhanh, mình không kịp trở tay. Tức là mình thấy là cái có đôi lúc khi mình vừa thấy những cái cảnh mà nó hợp khả hỷ khả lạc thì cái tham ấy dính mắt chấp thủ vào cái cảnh đó, nó sẽ sanh trong nội tâm mình liền. Cho nên đó là lúc đầu chúng ta phải tập thấy mình biết rằng mình đã thấy một cái cảnh đó, mình thấy một cái đối tượng đó đang diễn ra, cái hình ảnh nó đã qua cái căn nhãn thức, nó đã sanh khởi. Thì nếu mà mình tu tập đó, có cái sự ghi nhận mạnh mẽ với trí tuệ quan sát thì chúng ta sẽ dừng ở ngay chỗ đó. Nhưng mà khi mà chúng ta chưa kịp, vì cái nội lực, cái sự ghi nhận của chúng ta mà chưa kịp đó, nó lẹ quá, thì cái tâm mình mà khi mà nó dính mắc vào cái cảnh đó, mình biết mình biết rằng cái tham ái chấp thủ dính mắc đang sanh khởi trong nội tâm mình. Nếu mà mình kịp thở, mình phòng hộ, mình cắt đứt ở ngay chỗ này thì mình cũng kịp. Chứ còn để mà tới chừng mà thân nó hành động, khẩu nói năng rồi thì nó không còn kịp nữa. Mình chỉ còn khoảng tỉnh là mình biết là rồi. Cái phiền não nó sai khiến mình nói năng hành động rồi. Để sao? Cái đó để mình rút kinh nghiệm lần sau. Nhưng mà nếu mà tới chừng mà nó sai xử mình nói năng hành động mà mình không biết thì cái đó là làm cái sự tu tập của mình nó chưa có được tiến bộ. Thì phàm nhân thì đa số là người ta hành xử theo cái bản năng, chứ người ta không có biết cái để mà xem xét cái nội tâm của mình. Người ta đổ thừa tại nó chứ, tại nó, tại người này, tại người kia, tại người nọ, ai cũng vậy chứ đâu phải riêng một mình tôi. Gõ chữ xong xóa đi, có phải là cái gì nó sự không thấy được? Gõ chữ xong xóa đi, có phải có tu không? Thì bây giờ đó, cái bước đầu mình phải thấy được cái sai của mình, mình thấy được những cái điểm yếu của mình để mình sửa đổi. Thì chỗ đó là tu đó. Chứ còn mà
mà mình nói, mình hành động mà mình còn đổ thừa, à thành ra là cái đó là mình chưa có tu. Chưa tu là chưa có sửa, à sai đâu thì sửa đó, à trật đâu thì sửa đó, à thì khi mình sửa là tu, à, trung tu, tiểu tu, đại tu, hả sai chỗ nào sửa chỗ đó thì là tu. À, khi mà mình biết, à mình không kiểm soát được cái khẩu của mình, à hả đụng chuyện mà mình nói mà mình thiếu suy xét, à thì mình phải sửa đổi. À, mai mốt mình gặp việc đó đó, à mình phải kịp thời bản tỉnh, mình xem xét coi nó như thế nào. À hoặc là mình muốn phê phán cái gì đó thì mình phải đặt mình vào cái gì đó, à hả, để mình thấy, à nếu như người khác người ta làm như vậy thì mình thấy thế nào, à cái nọ mình có cái sự phản tỉnh xem xét vậy đó thì cái sửa đổi, rồi chúng ta sẽ chấn chỉnh những cái tật của mình đó. Chứ còn có nhiều người chấp thủ tôi vậy đó, tại cái tánh tôi vậy đó, thành ra những cái người này sẽ không có sửa đổi được. À bây giờ mình thấy, mình biết là mình thấy, nhưng mà chưa đủ thì bắt đầu nó chạy tới cái mà chấp thủ, dính mắc, hoặc là nó không an nghỉ. Nếu mà gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng là nó muốn xua đuổi, à thế này thế khác thì biết. À, cho nên là Đức Phật mới nói là khi nội tâm có tham, mình biết là có tham. À, khi nội tâm có sân, biết là có sân, à thì chỉ cần mà khi mà mình thực hành lâu rồi, cái nỗ lực, cái sự ghi nhận, trí tuệ và cái niệm của mình nó đủ mạnh á, thì mình biết nó là nó sẽ tự động nó lùi đi, à nó diệt mất. À, còn mà nếu mà khi mà mình để cho phát ngôn hoặc là hành động thì bắt đầu là nó tệ rồi. Nhưng mà sao mình cũng phải biết, trời ơi, nói chứ thì tu mà đã nói tu tập, à mình tập lần lần, mình sửa lần lần. Nhiều lần ở trong cái vàng đó mới loại bỏ hết tất cả những cái tạp chất, những cái cặn bã thì nó mới có vàng tinh chất, đúng không? Cái viên ngọc, cái viên kim cương cũng vậy, người ta phải cắt gọt dũa, à nhiều công đoạn, nhiều lần, à thì mới có được một cái viên kim cương, một cái viên ngọc đẹp. À còn nếu mà mình không chấp nhận, à thì mình sẽ là cái vật thô hoài, không? Ví dụ như bây giờ á, một cái khúc gỗ, hai khúc gỗ với nhau, nhưng mà một khúc gỗ á làm cái cột thì sao? Nó chỉ chặt gọt dũa có bốn cạnh rồi xong. À, nhưng mà bây giờ nếu mà muốn cái khúc gỗ đó trở thành một cái tác phẩm nghệ thuật thì sao? Phải đục, rồi phải sửa thế này thế kia, phải khắc chỗ này, phải khắc chỗ nọ, gọt gũa này kia nọ, rồi phải đánh bóng, nó mới nhiều công sức, nhiều công đoạn, nhiều sự gọt gũa thì nó mới trở thành một cái bức tranh, một cái tác phẩm nghệ thuật mới đẹp. Nó thì nói vậy. Bây giờ nếu mà chúng ta không chịu sửa đổi, à, thì chúng ta chỉ là cái khúc gỗ bình thường, hay là hoặc là một cái cột, cái kẹo gì đó, ít thôi. À còn nếu bây giờ mình muốn tiến bộ hơn, mình có một cái tác phẩm đẹp hơn, thì
thì phải chịu khó gọt giũa từ chút từ chút từ chút, à, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, rồi với sao nhiều kiếp sống nữa. Quý vị thấy rằng các bậc thánh các ngài cũng phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, sửa đổi tu tập, bổ túc các pháp độ. À, còn đến mà như bậc chánh đẳng chánh giác thì nó còn nhiều nữa. Đó, nói như vậy, chúng ta mỗi ngày bây giờ mình sửa đổi một chút, mỗi ngày mình sửa đổi một chút, à, gọt giũa, à, chỗ nào nó chưa đúng mình sửa đổi, à, cái nào nó dư nó không đúng gọt đi, cái nào chỗ nào nó thiếu bổ khuyết vô, à, thì mình sửa đổi lần hồi từng bước thì nó sẽ được tốt đẹp hơn. À, mỗi ngày mình ráng mình cẩn thận, mình gìn giữ cái căn của mình. À, khi mà mình nghe nó, à, mình thấy, mình đừng có phản ứng liền. À, mình biết, à, thấy, à, thấy, à, nghe, à, nghe. À, à, thành ra ở tục ngữ ca dao Việt Nam người ta nói sao? À, trước khi nói mình phải đánh lưỡi 7 lần. À, tức là sao? Mình nghe cái gì đó, nếu mà mình phản ứng liền thì có đôi lúc nó không đúng. À, bởi vì mình nghe có đưa chưa lúc nó thật. À, mình nghe, nghe, nghe. Rồi sao? Mình phải dùng trí tuệ mình suy xét. À, hoặc là nếu mà mình thấy cái chuyện đó thôi, nó không có liên quan tới mình, không dính dáng gì tới mình, hoặc là ô kệ, họ muốn nói gì họ nói, không sao hết, thì cái tâm mình nó sẽ không bị chấn động, không có phản ứng. À, thì cái tâm mình nó sẽ an ổn. Thì đó. À, rồi từng bước mỗi ngày mình phát triển hơn, thì cái nội lực, cái sự trí tuệ và cái niệm của mình nó càng lúc nó càng mạnh. À, thì mình sẽ, à, có sự phòng hộ, có sự phản tỉnh, à, mỗi ngày nó mạnh hơn, trí tuệ mình sẽ phát triển hơn. Và khi mà cái niệm, cái tuệ mình mạnh, tâm mình an ổn, thì mình sẽ có sự an vui, an lạc, giữ được cái nội tâm quân bình, à, bình thản trước các đối tượng. À, xin chúc cô Tâm Pháp, à, nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Trời ơi, nó rớt mất mẹ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Dạ, xin lỗi. Nãy giờ nó nhảy lung tung xoèn hết, sư tưởng đâu là nó không còn nghe được nữa chứ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ. Trời ơi, bây giờ cái máy không kỳ quá không biết. Dạ, dạ, con xin phép thả bích sư xuống. Con nghĩ sư không có không thấy đường này thả bích rồi. Nên con xin phép nhân sư quan thị cho con và cảm ơn Tâm Pháp. Rồi, Tâm Pháp có cầm bích không? Dạ, hoặc là vị nào trong đạo tràng có quan thị cầm bích để hỏi sư không thì kính mời. Dạ, mời Kim Nhung. Dạ, alo, alo, con Kim Nhung ạ. À. Dạ, trước tiên con xin kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo, con kính đảnh lễ
Ân đức Đức Pháp, ân đức Tăng, con kính đảnh lễ các quý ngài, quý cô tu nữ, con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Trước hết con kính tri ơn sư Pháp Thanh đã giảng cho chúng con nghe bài học ngày hôm nay. Con nghe thì rất là hay, nhưng mà nghe hay thôi, nhưng mà do cái tâm mê si nó còn nhiều, do đó con chưa có thấm, nghe hay nhưng mà chưa có thấm được bao nhiêu. Và trong cái phần chánh kinh á, thì con có cái con cũng chưa hiểu. Con xin ngài hoan hỷ giải thích lại cho con là cái đoạn là hãy vượt qua tất cả mọi kiết sử trói buộc, chớ có quá chấp trước đối với danh sắc ấy. Thì cái phần mà chớ có quá chấp trước đối với danh sắc ấy, con hay nghe các sư giảng là chớ có chấp vào tướng chung và tướng riêng, thì con chưa hiểu chỗ này có phải chấp tướng chung và tướng riêng hay là như thế nào, và tướng chung và tướng riêng mình không có chấp thì mình cụ thể như thế nào, con chưa được hiểu cái phần này. Dạ con kính thưa sư hoan hỷ giảng lại giúp con. Dạ con kính cảm ơn sư ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý tôn nữ và quý Phật tử. Dạ không biết là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Tâm Pháp, cảm ơn cô Kim Nhung và cô Nhật Quỳnh. Không biết cái đường truyền sao mà cái máy bây giờ nó hồi ba hồi nãy nó nhảy lung tung hết rồi, sư không biết. Không biết là còn nghe rõ hay là không nghe rõ gì. Thành ra quý vị cũng hoan hỷ thông cảm. Thì ở đây đó, đa số là chúng ta vì chấp vào cái danh sắc này. Là tôi, là của tôi, là Kim Nhung, là Nhật Quỳnh, là Tâm Pháp, là Pháp Thanh. Chứ sự thật ra đó, phía sau cái danh sắc này, phía sau cái ngũ quẩn này, không có một cái người nào là Pháp Thanh, Tâm Pháp, Nhật Quỳnh, Kim Nhung vậy. Mà nó chỉ có những cái yếu tố về vật lý, tâm lý hay là vật chất và tinh thần. Do cái duyên hai cái thành phần này nó cấu tạo phối hợp với nhau để nó tạo thành một cái chúng sanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta đó cứ chấp thì chúng ta sẽ khổ. Tại vì nó nói tôi chứ phải nó nói người khác, thì tôi đâu có buồn, tôi đâu có giận, tại nó nói tôi. Đó là chúng ta chấp vào cái tướng chung tướng riêng, còn phân biệt tôi ta. Nhưng mà sự thật ra đó, khi mà chúng ta vượt qua được tất cả những cái này đó, chúng ta nhìn thấy đâu có ai đâu, thì mình đâu có giận. Có tôi đâu mà tôi giận. Chính vì có tôi, chấp vào cái tướng chung tướng riêng, có tôi, của tôi, thì chúng ta mới phiền não, nó mới xác sanh khởi. Các cái triền vượt nó là cái sợi dây, những cái sợi dây trói buộc. Khi mà chúng ta tham luyến, chấp thủ, thì nó cũng là một cái sự trói buộc. Chấp vào cái bất thiện hay là chấp vào cái thiện, vì nó cũng là cái triền phượt. Bây giờ dính mắt nó cũng là triền phượt. Mà bây giờ mình bực bội, mình sân hận, mình muốn quỷ diệt đối tượng, mình muốn xua đuổi xa lánh đối tượng, nó cũng là một cái phiền não, nó cũng là một cái trói buộc.
Cho nên á, chúng ta phải đoạn trừ, đoạn trừ tất cả những tướng chung, tướng riêng. Giống như hồi nãy sư nói á, là bây giờ quý vị muốn thấy được cái tính chân đế của nó thì phải không? Phải vượt qua tất cả những cái trục tục đế nó bủa vây bên ngoài. Đó, mình mới thấy được cái bản chất thật ở bên trong. Khi mà quý vị muốn nhìn một cái cảnh vật nó rõ, thì sao? Chúng ta phải cởi bỏ, mà đừng mang cái mắt kiến. Khi mà mình mang mắt kiến màu hồng á, thì mình thấy tất cả những cái cảnh vật á, nó đều màu hồng hết rồi, không? Còn nếu mà mình mang cái mắt kiến màu xám thì mình thấy tất cả cảnh vật nó màu xám hết. Cho nên sao? Bây giờ mình muốn thấy thật thì mình phải cởi bỏ cái mắt kiến nó đi, phải loại trừ tất cả những cái chấp thủ dính mắt, thì mình mới thấy cái cảnh vật nó thực tế được. Cái màu nào nó hiện rõ màu nấy, nó như thế nào mình thấy rõ như thế nấy, thì mình sẽ không còn cái chấp thủ. Đó. Cho nên á, là chúng ta tìm hiểu và chúng ta thấy một cách rõ ràng thực tế, tất cả chỉ là sắc thọ tưởng hành thức, vật chất và tinh thần, danh và sắc. Đó, khi mình hiểu biết như vậy thì mình sẽ không còn dính mắc, không có chấp thủ nữa. Thân ta còn không có, không có một cái bản ngã, một cái linh hồn, một con người ở phía sau, ở trong cái thân ngũ quẩn này. Thành ra đó, mình hiểu biết như vậy thì mình sẽ tránh được những cái sự dính mắc, mình cắt đứt được, mình chưa hoàn toàn cắt lìa được cái những cái sợi dây, nhưng mà ít ra đó, mỗi ngày mình cũng cắt được một chút, mỗi ngày mình cắt một chút, thì lần hồi cái sợi dây nó sẽ nhỏ đi và mình mới cắt đứt nó được. Chứ còn bây giờ những cái triền phược của mình nó quá trời rồi, rất là nhiều. Còn nhớ thôi, trời, cái sợi dây nó bự quá rồi, giờ mình sao cắt đứt được. Mình chán nản thì cái mình bị nó trói buộc hoài. Còn mỗi ngày mình đoạn trừ một chút, mỗi ngày mình cắt đứt một chút, mình tìm hiểu, mình nói đúng là cái này nó không phải là mình. Nếu mà nó của mình á, thì mình điều khiển nó được, nó phải nghe lời mình. Mình biểu cái tâm của mình nó như thế này thì nó phải như thế này, cái thân của mình như thế này thì phải như thế này, đúng không? Còn cái này mình điều khiển đâu được nó đâu. Cho nên đó, nó không phải là của mình, chỉ nương gá do duyên, do nghiệp, do cái định luật của thiên nhiên. Rồi cái quy luật của nó là luôn luôn là gì? Thay đổi và khổ đau. Hoàn toàn không có một con người. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta sẽ giảm thiểu những cái khổ đau, bớt được những cái phiền não. Còn nếu mà chúng ta cứ bám níu, cứ gìn giữ thì khổ đau nó sanh khởi. Cho nên Đức Phật nói cho, nếu mà chúng ta còn chấp thủ dính mắc vào những cái danh sắc, tướng chung, tướng riêng, thì chúng ta còn khổ. Còn cái này á, khi mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta không chấp nữa, không chấp vào ngay chính bản thân mình, thấy hiểu biết rõ được cái thực tế
của cái thân ngũ uẩn này, của danh, của sắc. À, khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ hiểu được. À, bây giờ khi quý vị đi vào thực hành, ví dụ quý vị thấy một cái đối tượng sanh khởi, thì cái đối tượng sanh khởi nó là sắc. Nhưng mà để biết được cái đối tượng này đó là cái gì? Là danh. À, cái sắc nó là cái vô tri, nhưng mà biết được là danh. À, khi một cái bông hoa gì đó quý vị nhìn thì quý vị biết cái đó là cái cảnh sắc. À, nhưng mà ghi nhận phân biệt cái bông hoa này là cái danh, nó làm cái nhiệm vụ đó. À, chứ không có tôi. À, không có tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm. À, tâm nó chỉ làm công việc của nó vậy thôi. À, nó chỉ thấy vậy thôi. À, cái sắc nó làm cái công việc của nó. Không phải vì mình nhìn mà cái bông hoa nó sanh khởi, nó nở ra cho mình nhìn. Nó là công việc của nó hiện khởi trên đời này. Chuyện mình nhìn không nhìn thì cái đó là tự nhiên của mình. Còn cái chuyện mà nó là của nó, không? Cho nên đó, tại vì mình nhìn rồi sao? Rồi mình so sánh, à cái bông này đẹp à, cái bông kia xấu. Thành ra nó có sự đau khổ. À, mình dính mắt, mình muốn chiếm giữ, mình muốn lấy cái bông hoa này về để mình làm của riêng. À, thì phiền não nó mắc sanh khởi. À, thì sẽ có khổ đau, tại vì cái bông của người ta trồng rồi mà tự nhiên bây giờ mình muốn làm sao được. À, hoặc là cái bông nó có gai. À, mình chạy lên mình bẻ cái bông hoa đó bị gai đâm chảy máu. À, phải tổ không? À, còn cái chuyện á, mình nhìn mình chỉ biết là nhìn, là cái nhiệm vụ, cái sự làm việc, sanh diệt của danh và sắc mà thôi. À, không có so sánh đẹp xấu. Rồi khi mà so sánh đẹp xấu thì sao? Phiền não sanh khởi, thích không thích. À, thích thì dính mắc, chấp thủ, bám níu. Không thích thì xua đuổi, hủy diệt đối tượng. Cho nên đó, chúng ta phải tâm. À, mình phản tỉnh, mình nhìn, mình xem xét để thấy được cái sự vận hành của các pháp. Thì trong kinh Đức Phật dạy sao? Các pháp là vô ngã, giới tuệ quán thấy rõ, trong khổ được nhàm chán, đó là thanh tịnh đạo. À, chúng sanh thì bám níu vào cái danh sắc, cho nên còn đau khổ. Còn đối với các bậc thánh nhân thì các ngài không còn dính mắc, không còn bám níu chấp thủ vào cái danh sách, thì khổ đau nó không còn. Mà khổ đau là gì? Là những sợi dây trói buộc. Thích không thích nó cũng là triền phược. Nó cũng trói buộc mình. Cho nên á, giờ mình biết nó như vậy rồi, mình không có thích mà mình cũng không thích. Kệ nó là vậy. Bây giờ mình có thích nó cũng không được, mà mình có không thích của nó thì nó cũng vậy thôi. Thành ra khi mà mình hiểu biết được cái chân đế thì mình thoát ra, mình không còn chấp thủ nữa, thì sẽ giảm thiểu những cái khổ đau, tạm thời những cái dây trói buộc. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Nãy chư tôn đức tăng
con thì con hỏi rồi, nhưng mà con cũng xin phép commit con sa thú con tri ân ngài rất là nhiều. Ngày hôm nay con để nghe được trọn bài pháp của ngài. Ngài nói từng chi tiết, từng cái cấp bậc mà mình phòng hộ cái tâm của mình. Nếu mà quan sát kỹ đó, thì người hành giả sẽ biết là mình đang phiền não từ ngay giai đoạn nào, vi tế hay là tới rất là thô tháo. Và mỗi một cái giai đoạn như vậy thì mình phòng hộ như thế nào, thì khi mà nghe thì người hành giả sẽ tự quán chiếu lại mình đã đi đến cái giai đoạn nào, và cái giai đoạn nào thì mình cần chỉnh sửa, còn giai đoạn nào mình còn quá thô. Thì ngài nói rất là rõ, là nói về tính chất của tâm, rồi của danh và sắc, rồi do mình cũng thường biết. Thứ nhất là cái hoài nghi nó rất là lớn, nên thành ra nó tạo cho cái tưởng của mình nó có những cái suy nghĩ nó sai lầm, từ đó thì không có một cái niềm tin. Thì lúc đó thì dễ bị sai phạm. Con hôm nay con nghe được lời dạy của ngài rất là chi li, phân tích đi vào tỉ mỉ từng chi tiết, từng bước đi của một hành giả muốn thực tập, muốn cho tâm có một cái nội lực phát triển, thì người hành giả phải đi từng bước như thế nào. Và ngài cho đi nhìn thấy từ vị trí, từ lúc đầu nâng cái vị trí người hành giả tu tập lên một cái vị trí cao hơn nữa. Con nghe và con hiểu được thêm cái danh và sắc và tính chất của tâm nữa, thì con rất là quan hệ. Là do tại vì thường thấy được cái thực tính của pháp, có thấy được con có các pháp, giống như là bình thường nếu con nghĩ giống như khi mình đi làm đó, khi mình biết cái cuộc sống nó luôn luôn có những cái phiền phức xảy ra, nhưng mà mình luôn mong muốn những cái tội nguyện đến với mình, nhưng mà bất tội nguyện nó đến thì mình không chấp nhận, cái tâm mình phản ứng lại liền. Như vậy thì đó là cái nội lực tu tập của mình nó còn yếu, và cái thực tính của pháp thường đi gặp nó, những cái chuyện nó là như vậy rồi, thì mình nếu mình thấu hiểu được mình sẽ uyển chuyển quán chiếu vào cái sự việc đó, thì tâm của mình nó sẽ bước qua nhẹ nhàng. Thì hôm nay con được hiểu thêm nữa thì con rất là hoan hỷ lắm. Thì con thành kính tri ân rất ngài rất là nhiều. Con kính chúc ngài luôn có sức khỏe tốt và sớm thành tựu sở nguyện. Con thành kính tri ân ngài, và con là kính dân mất tính đạo tràng. Đạo tràng có đặt câu hỏi đến ngài thì con là cái đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. Dạ, cầu chúc cô Tâm Pháp nhiều sức khỏe, an vui, có sự tu tập tiến bộ. Và cô Tệ Duyên thì hỏi là tướng điên đảo, thì điên đảo đây là cái người điên là thế nào? Cái người điên là cái tâm trí của họ cũng được bình thường, đúng không? Đó, cho nên là điên đảo tướng mà Đức Phật nói ở trong kinh á là gì? Chúng ta
thấy cảnh vật mà thấy không có bình thường, thấy theo một cái chiều hướng, cái định kiến sai lầm. À, những cái gì nó luôn luôn nó sanh diệt thì mình cho là trường tồn. À, những cái gì mà nó khổ đau á, thì mình cho là vui, là hạnh phúc. À, những cái gì mà nó vô ngã, không có một bản năng, nó không điều khiển được, thì mình nó cho là hữu ngã, là của tôi. Đó, chính những cái sai lầm này nè, những cái sai lầm này từ đâu mà ra? Do vô minh. À, tướng là tướng, là nói sao? Tướng tự tâm sanh. À, mà tướng tùng tâm diệt, điên đảo tướng, nó cũng thể có thể là do cái tưởng điên đảo, cái tưởng sai quấy. Cái tướng là cái biểu hiện ra bên ngoài, không? Bây giờ tại vì cái người này nghĩ, suy nghĩ điên đảo, cho nên mấy người này nói ra những cái lời nó không đúng, không? Cái nói, cái lời nói nó là cái tướng, còn cái suy nghĩ là cái tưởng. À, tưởng là gì? Cái biết của cảnh, của cảnh quá khứ mình đã từng biết. À, bây giờ có một người đã đưa cái cuốn sách bảo mình biết không, thì mình nói mình biết là gì? Cái tưởng của mình nó làm việc. À, nó làm việc, nó nhớ lại hồi còn nhỏ là người ta đã nói với mình là cái này là cuốn sách, cho nên là cái tưởng của mình nó nhớ lại, à cái này là cuốn sách cho mình biết đó. Rồi nhờ cái gì, nhờ cái gì mình biết? Nhờ cái tướng, cái hình thể, hình chữ nhật, rồi như thế này thế này thế này là cuốn sách, là cái biểu hiện. À, thành ra đó điên đảo tướng là mình nhìn cái tướng nó sai lầm. À, điên đảo tưởng là gì? Mình Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ 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 dạ, rồi nghe lại được rồi ha. Đường truyền nhưng mà nó cứ hồi rớt lên rớt xuống hoài, quý vị quan hỷ thông cảm. Đó. Cho nên á, chúng ta phải thấy như thật thấy. À, phải thấy như thật thấy là gì? Nó như thế nào mình thấy như thế đó. À, chứ mình đừng xen cái tưởng mình vô. À, ví dụ bây giờ là một cái cảnh nó hiện lên, nó như thế nào biết như thế đó. À, vậy thôi đó, thấy đúng cái bản chất của nó. À, nó sanh rồi nó kéo dài rồi nó diệt, mình biết. À, bây giờ mình quan sát về hơi thở. Khi cái hơi thở nó sanh khởi, nó bắt đầu, nó đi vô, biết. Nó kéo dài, biết. Nó chấm dứt, biết. À, nó như thế nào, biết như thế đó. Là mình thấy có đầy đủ niệm tuệ thì đó, lúc đó mình thấy như thật thấy đó. Còn á, mình quan sát về hơi thở nhưng mà mình thấy nó thế này thế kia, tôi phải thích cái hơi thở tôi nó như thế này, nó vi tế, tôi thích cái hơi thở phải mạnh,
để mình mới ghi nhận, mình thấy rõ thì mình thấy qua cái tưởng đó, thấy không? Nó sai lệch rồi, nó không còn đúng như như bản chất của nó. À, cho nên Đức Phật nói là phải thấy như thật thấy, là thấy với cái niệm và tuệ. À, nghe như thật nghe, là chúng ta chỉ nghe cái âm thanh, mình không phân biệt. À, cái này bài hát này Bolero nha, bài này hay lắm mà. Ôi trời ơi, âm thanh gì mà chát chúa, lại mình xen cái tưởng mình vô. Chứ sự thật ra âm thanh nó là âm thanh, nhưng mình tưởng mình xen vô. À, rồi nó phân biệt so sánh, cho nên cái này hay, cái này mình thích, cái này là không hay, cái này là thô, là xấu, và này kia nọ đó. Cho nên từ cái tưởng nó làm ra sai lệch đi. À, nó méo mó cái hình ảnh của đối tượng đi. Cho nên á, cái mình thấy cái tưởng điên đảo rồi, cái tướng nó cũng điên đảo luôn, nó không thật đó. Cho nên chúng ta học là để gì? Để quay lại thấy như thật thấy, nghe như thật nghe đó, là thấy đúng bản chất tính chất của nó. À, âm thanh chỉ là âm thanh, không phân biệt là tiếng nhạc, là tiếng xe, là tiếng mèo kêu chó sủa, là tiếng người ta cưa, là máy nổ, tất cả nó là âm thanh, nó cũng đến rồi đi vậy thôi. À, cho nên là chúng ta phải có sự hiểu biết, khi nào chúng ta ghi nhận đối tượng rõ ràng đầy đủ với niệm tuệ, là chúng ta biết rõ nó, thấy rõ nó như thế nào. Biết rõ như thế là thấy như thật thấy. À, có một âm thanh ghi nhận nó sanh diệt, nói như thế nào, biết như thế đó, là nghe như thật nghe đó. Thì tất cả các cái khác cũng giống vậy đó. Tức là chúng ta sống có đầy đủ với sự hiểu biết, với trí tuệ. À, thì lúc đó chúng ta sẽ loại trừ được tất cả những cái phiền não. À, phiền não nó không có sân khởi. À, thì chúng ta sẽ được an ổn. À, cho nên là chúng ta không có chấp tướng chung tướng riêng, không có so sánh. À, chính vì mình tưởng rồi mình mới thích, không thích. À, thì triền phược hay là phiền não mới sanh khởi lên, nó trói buộc mình. Còn giờ á, mình thấy đúng thực tướng của nó, không có thích mà cũng không thích, nói như thế nào biết như thế đó. À, thành ra chúng ta sẽ tránh được những cái sai lầm, những cái phiền não. À, thì khi mà chúng ta thấy đúng thì chúng ta sẽ không có chấp thủ, không bám níu, thì chúng ta không khổ đau. Dạ, thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô đại viên. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con, Thảo Trang có nghe được con không ạ? À, có xích nhật mình, nhưng mất là xích nhật mình nha. Dạ, xích nhật mình.
Dạ, thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Hôm nay con rất là quan hệ được nghe bài vị lắm. Thành kính mời Sức Nhật Quỳnh nhé. Sức Nhật Quỳnh. Rất xuống đấy ta. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, dạ, xa thủ con thành kính thỉnh lễ tri ân thượng tọa pháp thanh rất là nhiều. Dạ, con tri ân sư đã cho con biết được tín hiệu, cảm ơn cô tu nữ Tài Duyên, cảm ơn Tâm Pháp, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, đồng hồ con còn 6 phút nữa. Dạ, cô Tài Duyên có câu hỏi không? Cô Tài Duyên nhanh lên, cô Tài Duyên đi uổng lắm, cô Tài Duyên ơi, cô Tài Duyên hỏi đi để cho Nhật Quỳnh được học à. Hỏi rồi luôn hả? Tâm Pháp cũng hỏi rồi luôn hả? Và giờ trong đạo tràng còn vị nào hỏi không? Thì xin đưa bàn tay lên, Nhật Quỳnh xin nhận mít á. Dạ, Sức Kim có hỏi không? Dạ, đạo tràng có hỏi không? Kim Nhung cũng hỏi rồi phải không? Dạ. Nãy giờ Nhật Quỳnh thực sự là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, không ai hỏi thì cho con hỏi một câu để kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dạ, còn 5 phút. Dạ, dạ, mà sư lúc nãy con nghe sư nói, sư giảng, dù mình chưa phải là thánh nhưng mà mình học thì mình phải sửa, mình phải tu tập các hành lành. Nhưng mà ở ngoài đời đó, có nghe người ta nói là như chuyện là người ta chưa phải là thánh nên người ta được phép phiền não tham sân gì đủ thứ chuyện trên đời, thậm chí người ta muốn, ủa nghe không, nghe còn nghe không cô tôi nữa thì gì, dạ người ta muốn nói nặng ai thì người ta nói nặng nói từ nhẹ nhất kia. Dạ, nói từ nhẹ nhất kia là nó muốn nói nặng ai nói nặng, ai làm gì người ta có quyền nói nặng, ta bất chấp nó cãi tôi tung rồi con như vậy. Tâm Pháp đi, tâm cảm nhận, ôi Tâm Pháp không vừa ý con à, rồi là khi này kia rồi con nói nặng Tâm Pháp đi, nhưng mà con có quyền nói nặng hay không, con là phạm phu nói nặng không, hay là con mình phải dạ, đạo tràng có nghe lại được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, té hoài à, té chóng mặt luôn ạ. À. Dạ. Té mà ngồi lên, đứng lên ngồi xuống chóng mặt luôn, người lẽ Thiên Vũ. Dạ, dạ, câu hỏi của con đó là, dạ, nếu con nói con là phàm phu, con có thể nói nặng người khác không, bạch sư? Hay là con phải biết, mình muốn nói nặng người ta, mình phải mình phải sửa tâm mình. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Dạ, sửa bằng cách nào? Con kính nhân bích đến sư ạ. Sư cầm mít trở lại à.
Nam mô Bích Tha giá. Dạ thượng tọa pháp thanh, con nghe được âm thanh con không? Sư cầm mic được không bạch sư? Dạ té hoài rồi. Dạ Nam mô Bích Tha giá. Dạ thượng tọa pháp thanh, có nghe được âm thanh con không? Dạ nếu sư không nghe được mời tâm pháp cầm mic coi sư có nghe không. À, do đường truyền của Nhật Quỳnh rồi chư ra ngoài luôn rồi. Dạ con thấy sư trở lại rồi, con kính dân mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. À, thời gian thì chắc cũng không còn nhiều. Vị sư chúng nói cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh ngắn gọn. Thì ta nói sao? Ở đời một người nói ngang ba đàn nói không lại, không? Với cái người mà nó có sự bảo thủ, chấp thủ rồi, nó ngang nó ngược thì bây giờ mình ăn thua với họ làm cái gì, phải không? Bây giờ á có những người họ không thấy được cái lỗi cái sai của họ, họ bảo thủ, họ bảo vệ cho cái lỗi của họ. Thì trong kinh quý vị học rồi à, người điên mà biết mình điên, kẻ ấy quả thật là hiền trí nhân. Người điên mà tưởng mình khôn, cả ấy quả thật tâm hồn loạn si. À, cho nên á, với những cái người đó thôi, à, cái người mà nó ngang nó ngược, nó liều mạng nói để bảo vệ cái xấu của mình thì thôi, với người đó thôi mình chịu thua mình tránh cho rồi đi, tránh khỏi những cái phiền não, không? Chứ còn bây giờ á, với mình mà đụng chạm tới mấy người đó thì càng phiền não khổ đau nhiều hơn thôi, không? Dạ thôi thời gian cũng hết rồi. Dạ mời cô Nhật Quỳnh sám hối và xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Thời giới phước báo này kính cầu mong cho công đức thể căn an. Dạ kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử khỏe mạnh an vui, à, có sự an ổn của thân và tâm, nỗ lực tạo được nhiều thiện sự. À, cầu mong chư thiên hỷ giới phước báo và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ sa thú, sa thú lành thai. Dạ con thành kính tri ân sư. Trả lời câu hỏi con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng nhớ Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Bụt tâm ăn ghê nào quanh đê hăng ba đà phẳng xâm và ruột tâm ăn bụt thể vô khá lý tẩu đô sơ bụt thô tham mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ với trần nghĩa chân đức Phật là đấng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Bụt tâm ăn ghê nào quanh đê hăng ba thầm anh cha điều vị thăng và răng thầm mê vô khá lý tô đổ sơ thầm mô thầm mà tu tăng thầm ăn con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ủa tâm ăn ghê nào quanh đê hăng sang thanh cha điều vị thọ tâm ăn sàng khê vô khá lý tổ đô sâu sàng khô cầm mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và để đạo tràng chúng con còn đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Con kính dân bích đến sư ạ. Nam mô Ma giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn đến đạo tràng để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Avatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa bhuta anuvave nasada sothi bhavantu te avatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma anuvave nasada sothi bhavantu te
Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvave nasana sothi bhavante. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Dạ.